Chay giúp lâu dài. Ăn chay đem lại tinh lực dồi dào, đầu óc minh mẫn, da thịt mịn màng. Đây là hiện tượng kéo dài đời sống tuổi trẻ. Ngược lại, thân thể mỏi mệt, thần trí hôn ố, làn da xù xì, đưa đến hiện tượng lão hóa rất nhanh. Đây đưa ra ba điều này để thấy rằng, so sánh giữa loại thức ăn thịt và thức ăn chay. Nhà dinh dưỡng học Châu Tư Huệ nói, ăn nhiều loại thịt, theo y học gọi đây là thức ăn mang tính chua, có thể làm cho máu chua và dơ. Khi muốn trung hòa tính chua này, trong máu phải tiêu hao một lượng canxi rất lớn. Khi lượng canxi trong máu mất đi, thì các tế bào trở thành lão hóa, dẫn đến cơ thể mỏi mệt, không có sức chịu đựng, dễ đưa đến thần trí suy nhược, hay quên và già cỗi. Còn ăn nhiều rau xanh, trái cây, những thực vật mang tính kiềm, có thể khiến máu giữ được chất kiềm và làm sạch máu, giúp cho thân thể nhẹ nhàng, tinh lực dồi dào, sức khỏe bền bỉ, đầu óc nhanh nhẹn, đồng thời sống lâu. Đó là sự đối chiếu cơ thể và tinh thần giữa người ăn chay và người ăn thịt. Qua đó chúng ta thấy rõ ràng, hoặc là nuôi giữ sự tươi trẻ, ngược lại đưa cơ thể đến sự suy hao lão hóa. Một bên làm cho làn da mịn màng và một bên làm cho làn da xù xì, khiến người nhìn qua có cảm giác già hay trẻ ngay. Cho nên làn da láng mịn là việc trọng yếu của sự giữ gìn thanh xuân. Tại sao ăn chay giữ được làn da láng mịn? Cần phải thấy, thực phẩm ăn chay toàn những protein thực vật. Giá trị dinh dưỡng của nó là: thứ nhất, cung cấp calorie. Thứ hai, duy trì nhiệt độ cơ thể, bảo vệ nội tạng và làm tươi nhuận làn da. Thứ ba, trợ giúp hấp thu các loại vitamin. Nếu người dùng chất dầu quá nhiều làm cho thân thể mập, dễ đưa đến bệnh cao huyết áp, tai biến mạch máu não, cho đến các bệnh nội tạng, tim, gan, bao tử. Nếu lượng protein quá ít sẽ khiến người ta gầy ốm, dễ dẫn đến các bệnh suy nhược và các chứng bệnh về da. Có hai nguồn protein, một là protein từ trong thịt của động vật, như loại protein của các loài trâu dê là protein động vật. Hai là loại protein từ nơi thực vật, như dầu phụng, dầu đậu nành, gọi là protein thực vật. Lợi và hại của hai loại protein này khác nhau rất lớn. Chứa nhiều hàm lượng cholesterol, cho nên dễ dẫn đến các chứng bệnh như xơ cứng động mạch, cao huyết áp và bệnh tim, là nguyên nhân đưa đến bệnh ung thư. Protein lấy từ loại thực vật là protein không no, có công năng tăng bài tiết chất chua của nước mật, làm cho chất cholesterol giảm xuống, tránh được các chứng bệnh của tim và huyết quản. Do đây có thể biết, người ăn chay sử dụng dầu thực vật, quả thực đem lại sức khỏe cho thân thể và làm tươi mịn làn da. Hàm lượng protein lấy từ các loại dầu thực vật, như hàm lượng protein trong quả hồ đào cao nhất, chứa 60,90%. Thứ hai là đậu phụng, hàm lượng dầu chứa 48,70%. Thứ ba là mè trắng, chứa 48,23%. Thứ tư là đậu nành, hàm lượng dầu chứa 20,20%. Những chất protein thực vật này đều là protein không no, ăn vào có lợi mà không có hại. Hàm lượng protein động vật nhiều nhất là ở thịt heo, chứa 57,80%. Kế nữa là thịt dê, hàm lượng protein là 25%. Hàm lượng protein của thịt bò là 13,50%. Tất cả những loại protein từ động vật này đều thuộc protein bão hòa, protein no, chứa rất nhiều cholesterol, dễ đưa đến các loại bệnh tim mạch. Nghe nói minh tinh điện ảnh danh tiếng Hồ Điệp ăn chay thường xuyên, vào độ tuổi cổ tai hy nhưng vẫn giữ nét xinh đẹp như lúc trẻ. Đây là một chứng cứ ăn chay giữ được nét thanh xuân.